Ba chủ nhà với thân hình đầy đặn. Hoa khôi trường học dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi muốn tất cả, tôi muốn tất cả. Tất cả đều là của tôi. Mèo mèo mèo. Anh nói anh là nhà văn. Thế đã xuất bản tác phẩm nào chưa? Tôi là nhà văn mạng. Muốn xuất bản tác phẩm, tác phẩm phải đạt thành tích rất tốt mới được. Tức là thành tích của anh không đủ tốt. Vậy một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Đủ lương thì khoảng 6.000 tệ. Chỉ có 6.000 à? Còn chưa bằng một nửa cái túi sách này của tôi. Với năng lực như anh thì làm sao sống nổi ở Giang Hải? Xin lỗi, tôi đi trước nhé. Nhà tôi bị cháy rồi, tôi phải về dập lửa. Thật hy vọng mẹ sẽ sắp xếp ít cuộc xem mắt hơn. Những buổi xem mắt này quá lung túng rồi. Chủ nhân, có điện thoại rồi. Chủ nhân, có điện thoại rồi. Hello, xin hỏi đây có phải anh Trầm không? Anh có thể đến ký hợp đồng ngay được không? Tôi sắp phải đi đón con gái tan học rồi. Được rồi, tôi đến ngay. Anh là Trầm Lang. Nghe giọng anh tôi còn tưởng anh đã ngoài 30 rồi chứ. Không ngờ lại trẻ thế này. Tôi cũng không ngờ nữa. Ôi trời, tôi nói linh tinh cái gì thế này? Tự mình cũng không biết mình bao nhiêu tuổi đúng không? Ý tôi là chị cũng trẻ lắm. Nhìn như con gái vậy. Hi hi, cậu trai, tôi sắp 40 tuổi rồi, bà già rồi. Mà còn liên quan đến từ trẻ. Cậu nói ra được đấy nhỉ? Làm sao đây? Chúc mừng người chơi kích hoạt hệ thống hỗ trợ hẹn hò. Chị sắp 40 tuổi rồi. Thì sao? Khá là tuyệt vời. Từ đó mà đổi lại tôi thì sớm chết rồi. Chị không hề già. Sau này cứ đấu với tôi đi. Cậu còn non lắm. Thật sao? Chị ơi, thời gian không làm phai nhạt nhan sắc. Chị già đi là về tuổi tác thôi. Còn nhan sắc thì vẫn xinh đẹp. Tôi là một nhà văn viết tiểu thuyết mạng. Làm sao mà không biết loại chuyện này chứ? Giúp nhân vật chính đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Hãy nhanh chóng đưa ra câu trả lời đúng. Chọn đúng sẽ có phần thưởng. Thật sao? Chị ơi, thời gian không làm phai nhạt nhan sắc. Chị già đi là về tuổi tác thôi. Còn nhan sắc thì vẫn xinh đẹp. Nhìn anh khá nho nhã và thật thà. Không ngờ lại nói năng ngọt ngào như vậy. Giờ các bạn trẻ đều như anh sao? Gặp ai cũng khen. Hạ Thục Di, độ thiện cảm của người chơi với đối tượng tăng lên 2 điểm. Hiện tại là 3 điểm. Hãy cố gắng hơn nữa. Hãy chọn câu trả lời phù hợp. Ha, bị chị giả ni nhìn thấu rồi. Nhưng tôi không phải đối với ai cũng như vậy. Chỉ vì chị mà tôi mới nói như vậy thôi. Tôi thực sự thấy chị rất trẻ. Cảm giác như mẹ tôi vậy. Chị ơi, tôi thực sự thấy chị trông rất trẻ. Tuổi của chị hiện tại là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Quyến rũ tỏa sáng, như hoa đang nở rộ. Trông cũng giống như những cô gái trẻ vậy. Là lúc hoa nở rộ nhất. Câu trả lời đầu tiên nghe như lời tỏ tình vậy. Đối phương không chừng sẽ hiểu lầm ý định của mình. Câu trả lời thứ hai chắc chắn cũng không được. Làm gì có chuyện khen phụ nữ trẻ lại so sánh với mẹ mình. Vậy thì câu trả lời thứ ba thôi. Chị ơi, tôi thực sự thấy chị trông rất trẻ. Tuổi của chị hiện tại là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Quyến rũ tỏa sáng, như hoa đang nở rộ. Trông cũng giống như những cô gái trẻ vậy. Là lúc hoa nở rộ nhất. Được rồi, nói nhiều lời hay quá. Chẳng lẽ muốn tôi giảm tiền nhà cho anh sao? Chị đã phát hiện ra rồi. Chị ơi, dạo này em khó khăn về tài chính. Tiền nhà có thể giảm bớt được không à? Em chỉ nói thật lòng thôi mà. Chị ơi, chị trẻ thật đấy. Mình cùng đi dạo phố nhé. Người khác chắc chắn sẽ tưởng mình là anh em. Không nên giảm tiền nhà chứ. Chỗ này chẳng ai thèm đến. Một tháng mà dám lấy em 1.000 tệ. Không, không. Tiền nhà bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Em chỉ nói thật lòng thôi mà. Chị ơi, chị trẻ thật đấy. Nếu mình cùng đi dạo phố, người khác chắc chắn sẽ tưởng mình là anh em. Hi hi, cậu nhóc này nói chuyện mà không biết ngượng mặt. Thường xuyên dùng những lời này để lừa gạt các cô gái trẻ đúng không? Không có đâu chị, em vẫn độc thân mà. Và em thực sự thấy chị rất trẻ. Nếu... được rồi, cậu nhóc này đến để xem mắt hay để thuê nhà đây? Ký hợp đồng hay không? Ký. Thế thì tạm thời như vậy đã, tôi phải đi đón con gái tan học rồi. Anh có việc gì thì có thể nhắn tin với tôi trên Weibo nhé. Mềm ơn, đi thông thả nhé, phiền chị rồi. Chị Hạ, còn việc gì nữa không? À, cái gì anh vừa nói ấy, cái gì ấy? Đẹp và trẻ, hai từ này dùng cho tôi. Có phải là hơi không thích hợp không? Đúng lúc Trầm Lang đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì lại có thông báo của hệ thống. Diệp lão bị đản, lúc này tôi chỉ nói chị trẻ thôi. Bao giờ tôi nói chị đẹp rồi? Lớn tuổi rồi nên tai cũng không tốt đúng không? À, thật sao chị? Nếu lúc này chị không nói mình bao nhiêu tuổi thì tôi còn tưởng chị mới 27, 28 tuổi thôi chứ.
Chị rất xinh đẹp. Hơn nữa em thích dáng người của chị. Ôm chắc chắn rất đầy đặn. Thật sao chị? Nếu lúc này chị không nói mình bao nhiêu tuổi thì tôi còn tưởng chị mới 27, 28 tuổi thôi. Hơn nữa chị à, em tin không chỉ có em. Bạn bè xung quanh chị chắc cũng thường xuyên khen chị trẻ đẹp đúng không? Độ thiện cảm của đối tượng với người chơi tăng lên 4 điểm, hiện tại là 10 điểm. Hãy cố gắng hơn nữa. Họ đều đang đùa giỡn với chị thôi. Chị sợ chỉ có em mới khen chị, bà già này thôi. Không có đâu chị, em thực sự thấy chị rất trẻ và xinh đẹp. Dáng người cũng rất đẹp. Miệng cậu ngọt thật đấy. Thế thì tạm thời như vậy đã, em phải đi đón con gái tan học rồi. Cô giáo cứ thúc giục mãi. Hệ thống. Người chơi thân mến, hệ thống hỗ trợ hẹn hò luôn phục vụ bạn. Hãy giới thiệu chi tiết xem bạn có chức năng gì. Đúng như tên gọi, hệ thống này chuyên hỗ trợ người chơi về các vấn đề giao tiếp. Người chơi, mỗi khi gặp phải vấn đề giao tiếp khó khăn thì hệ thống sẽ dựa trên đặc điểm tính cách của đối phương, cung cấp cho người chơi nhiều lựa chọn trả lời khác nhau. Đối phương bất kể nam hay nữ, chỉ cần người chơi chọn câu trả lời đúng do hệ thống cung cấp, nâng cao độ thiện cảm của đối phương với người chơi, sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt. Một điểm thiện cảm có thể đổi lấy 10.000 tệ tiền mặt. Độ thiện cảm của đối phương với người chơi đạt 50, người chơi có thể nhận được thông tin cá nhân chi tiết của đối phương và một chiếc dương bí mật. Dương bí mật có thể mở ra bất kỳ vật phẩm nào người chơi muốn. Độ thiện cảm của đối phương đạt 100 thì có thể nhận được thêm một. Đối tượng có thiện cảm với người chơi, đối tượng vị thành niên đều không thể nhận được độ thiện cảm và dương báu. Ha ha ha, một điểm thiện cảm bằng 10.000 tệ. Tức là hiện tại tôi có 100.000 tệ tiền thưởng rồi.